Các chuyên gia chia thực phẩm chứa axit oxalic trong tự nhiên làm 4 nhóm cơ bản: thực phẩm nhiều protein, các thực phẩm như đậu phộng, bơ đậu phộng, đậu nành, đậu hũ, hạt dẻ, hạt thông đều chứa nhiều oxalat, là chất góp phần tạo nên axit oxalic gây sỏi thận trong cơ thể. Các loại rau củ khế đứng đầu bảng về hàm lượng axit oxalic, sau đó mới đến các loại rau quả khác. Cây cải thìa, rau diếp, đậu bắp, củ cải đường đều chứa hàm lượng axit oxalic rất cao. Rau cần tây, đậu xanh, tiêu xanh, cà chua, cà rốt, cà tím, khoai lang, quả bí, rau dền cũng nhiều axit oxalic. Nhóm thực phẩm lên men: dưa cà muối chua, rau qua ngâm giấm. Nhóm thực phẩm gồm chocolate, trà, cola, nước ép Việt Quất, các loại cốc tai pha từ rượu mạnh và nước hoa quả, sữa chua. Tuy nhiên, hàm lượng axit oxalic trong những loại thực phẩm này vẫn nhỏ hơn khế rất nhiều. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm phương pháp làm giảm axit oxalic trong thức ăn. Một vài lời khuyên của chuyên gia nhằm hạn chế ảnh hưởng của loại axit này bao gồm: đối với các loại rau củ quả có chứa axit oxalic, trước khi chế biến nên ngâm qua nước ấm để làm giảm hàm lượng axit oxalic. Khi vừa ăn các loại thực phẩm có chứa axit oxalic, tránh uống sữa, bổ sung canxi ngay, nên uống cách xa 1 đến 2 giờ đồng hồ. Nên uống chè sau bữa ăn 1 giờ đồng hồ.